chương trình của Đao Cờ Câu Cơm. Trước tiên là trích ra phần quỹ để trao 4 triệu. Còn quý khách này nếu có lên để mà trao những cái phần quà thân thương cho cô nghệ sĩ gì thì MC xin được phép là công bố luôn. Bởi vì nhiều hay ít gì trong bao thơ cũng rất là đáng quý. Cho nên xin phép là đây là anh nghệ sĩ Khổ Gia Trường. Mời nghệ sĩ ưu tú Phượng Loan à. Anh Dũng Thanh. Anh Khánh lên trao quà cho cô, trời ơi. Mình trân trọng cô chứ. Em xin phép chút xíu mở bao thơ công bố luôn để biết số tiền cho nó công khai. Đây đây là những phần quà ngoài 4 triệu của chương trình, còn những phần quà rất là thân thương. Chương trình được diễn ra tại nhà hát Hòa Bình do nhà báo Khổ Gia Trường khởi xướng. Đây là chương trình lần thứ 18. Nếu còn ai lên trao trực tiếp thì xin mời lên. Đây em trao tay luôn cũng được, lá cũng giật bao thơ ra hả? Mọi người để mình biết mà sao nó đóng cô Diệu Hiền cùng mừng với cô nghệ sĩ lão thành của cải lương. Hiện nay thì cô đang sống tại những lão nghệ sĩ đường Âu Dương quận 8. Sự có mặt không đủ hôm nay là nghệ sĩ ưu tú Phượng Loan. Đây là em gái em cho biết tên. Đây là chị đây là Bình An đệ tử là truyền nhân của cô nghệ sĩ Diệu Hiền. Cô nghệ sĩ ưu tú Diệu Hiền. Anh Trung Tử Long. Đây bây giờ trong kia là chụp hình quăng lên nước ngoài đó, cho mình xin phép được công bố luôn nha anh Thanh ơi. Nghệ sĩ Tùng Thanh gửi cô Tùng Linh gửi cô Diệu Hiền 1 triệu. Đây lát là cô để đây, lát con dạch cái bao thơ rồi con đọc tên luôn. Nghệ sĩ Bình An truyền nhân của cô Diệu Hiền là 2 triệu là 3 triệu. Dạ. Cô cầm tiền đi, còn bao thơ con thức luôn của nghệ sĩ ưu tú Diệu Hiền đang bước vào vòng trong và được nhiều người hâm mộ. Cầm nó giật từng cái luôn. Một người không tên 200. 100 đô của anh Ba Hùng. Xin nhắc lại nữa là trước đó là có 100 đô của người bạn của anh nghệ sĩ Dũng Thanh trao tặng cho cô rồi. Đây Quốc Thắng 500 ngàn. Cô nhận luôn đó, dành ra đưa cho cô luôn. 200 nảnh trước luôn đi, để họ quên anh đút vô túi tôi cũng không. Đây nghệ sĩ Phượng Loan 1 triệu. Đưa 200 đây không? Trời ơi, họ nhét túi tôi phiền. Đây. Chương trình 4 triệu. Đừng, bình tĩnh đừng có rung. Nhỏ này nó xé cái bao thơ chậm quá, nó xé xác chồng nó chắc lẻ. Trung Tử Long 500. Triệu lận. Hơi bị ém. Trung Tử Long 1 triệu lận cha. Ta khiếu nại liền, khiếu nại liền cái bộ. Hết rồi hả? Xong chưa? Nghiêm hả? Không qua mặt được đâu, biết bao nhiêu cặp mắt đâu quăng ra nước ngoài được đó. Là nhờ con gì, nhờ khi nhiều cái đó em nổi tiếng. Đây là một cô bán ái mộ. Ái mộ không? Là cô Phan Thị Bông là một nghệ sĩ, một người ái mộ nghệ sĩ đến vô tình đến tham gia chương trình chúng ta 1 triệu. Dạ nghệ sĩ Thành Lập thay mặt vợ tặng 500. Thay mặt vợ thôi đó. Không có nó xin tiền vợ mà. Dạ rồi, bây giờ hết rồi phải không? Đếm đi, đếm cho cô đi rồi. Bây giờ cô nói vài câu đi. Sự thật. Dạ con. Nghệ sĩ Trúc Linh đến, người đi sau đến muộn. Nhận được số tiền này thì tôi thấy tôi hạnh phúc vô cùng. Tôi mong sao cho số tiền này tôi về tôi trị bệnh. Tôi không mong là hết luôn, nhưng là tôi mong là nhờ cái đức của quý vị, mỗi người giúp cái đức của quý vị sẽ cho tôi bớt bệnh đi. Ví dụ như tôi sống được bao nhiêu đó đều cho tôi bớt bệnh đi, đừng có bệnh quá.
để chứ tôi cũng vẫn còn ham hát ham ca dữ lắm, nhưng mà tim tôi nó làm tôi mệt quá, tôi đứng thì lại nó rung, đứng không được tới 10 phút rồi cái xương sống thì nó đau, thành ra tôi đi không được. Mà quý vị biết, cũng như các em đã có làm nghệ sĩ rồi các em biết, mình đi hát mà nghỉ ở nhà nửa buổi thôi mấy con cũng buồn muốn chết rồi, không chi là nghỉ hôm dài đó là mười mấy hai chục năm rồi. Mà đi đi tới đâu thì sợ đi lát nó té, nó đi nó lạng quạng. Mình nghệ sĩ mà mình cũng mắc cỡ vậy, đi cái đứng nó không vững, nó lạng quạng qua lại cái thấy nó kỳ, thành ra cứ ở nhà hoài không biết nói gì hơn là xin đội ơn, xin cảm ơn tất cả quý vị đã gửi tình thương cho Diệu Hiền. Diệu Hiền xin hứa là sẽ ráng uống thuốc cho hết bệnh, để coi còn có phục vụ được quý vị lúc nào, Diệu Hiền sẽ phục vụ cho đến khi nào hết thở thì thôi. Bây giờ muốn hết bệnh nào, tôi sẽ có hết bệnh nào. Dạ, Hiền lại nghe được cái chữ người ta cũng được nói. Cái đó là Vũ Linh nó vu oan cho tôi. Những lời chia sẻ rất xúc động của nghệ sĩ ưu tú Diệu Hiền, và ban tổ chức đã nhận được số tiền tổng cộng là 12.700.000 và 200 đô. Riêng nghệ sĩ Bạch Long đó là cái phần đột xuất, cho nên là chương trình là tặng thêm nghệ sĩ Bạch Long 4 triệu, tổng 1 triệu của nghệ sĩ Thi Long. Chút nữa anh Cổ Gia Trường sẽ đại diện trao đầy đủ cho nghệ sĩ Bạch Long. Cô ơi, rồi bây giờ mình xuống lên mà để cô can bài để đáp lại thơ thơ tình. Không nổi hả? Thôi, để cô hơi cô. Thôi bây giờ là, có lẽ là cô nghệ sĩ ưu tú Diệu Hiền sẽ ca. Nổi kìa. Hạ dây cô ca nổi mà. Dạ. Cổ Gia Trường ơi, cái đầu tiên cái sau chốt là cảm ơn Cổ Gia Trường dữ lắm nha. Cổ Gia Trường nha, để quý vị nghe dù nó dở nhưng mà quý vị cũng ráng nghe chứ làm sao mà ca như Diệu Hiền người đó cho được. Tôi sẽ ca ba câu trụ vương của mình. Giết tỷ can để lấy linh tâm, giam cơ từ 7 năm nơi vũ ly. Thế mới hay sự ác đau đầu chung hồ báo, cao phi diện tẩu gia năng tàn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chương trình này và xin mời nghệ sĩ Bạch Long lên nhận phần quà của chương trình trao tặng. Là chương trình bố trao tặng cho nghệ sĩ Bạch Long 4 triệu và 1 triệu của nghệ sĩ Thiên Long trao tặng cho anh là tổng cộng 5 triệu. Xin mời tổ gia trường. Mời anh Thanh. Đây là 5 triệu rồi, bây giờ cô Diệu Hiền ca rồi, giờ anh ca ăn bài đi rồi.